Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp an toàn thực phẩm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố và đạt được nhiều kết quả. Hà Nội đã và đang tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn, thường xuyên đẩy mạnh hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động, sự kiện giao thương, duy trì phát triển 106 điểm bán hàng OCOP, kết nối tiêu thụ trên 500.000 tấn sản phẩm mỗi năm vào hệ thống phân phối, đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn trên địa bàn thành phố. Mới đây, trong khuôn khổ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm của ngành công thương năm 2024, Sở Công Thương đã tổ chức Hội chợ Nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2024 để giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng thủ đô. Hội chợ này thu hút trên 150 gian hàng của khoảng 100 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều chủng loại sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, các sản phẩm OCOP của các địa phương cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nhân dân thủ đô.